kêu qua kêu mẹ rồi. Con này màu trắng. Yeah.
được con cua ốc bự không? Đồ má. Cái chỗ không có nước cát mà phú. Nè, con này nè, con thịt cua ba nè. Nguyên chi nè. Biết chỗ ăn ăn đi, giờ đó mà lấy cát. Đó là vui. Đuông đuông dừa đuông dừa đuông dừa. Rồi rồi. Cái này sao vậy? Đuông dừa đuông dừa. Đuông dừa. Đuông dừa. Về, về chấm nước mắm ăn nuốt luôn. À, nước ngoài á, sống không á? Sống luôn, ốc luôn, lụm luôn. Mà mỏi mập đi. Coi như này là tắm biển đánh lên dạng vậy. Dạng lên. Để đi mà chịu khó đi từ đây đi vòng vòng biển này không là mồi nhậu đây. Cái này cũng nhậu thoải mái nè. Cái này đang sống đi mà, đang sống hết á. Lên mua cần câu á, nước biển này giật xuống ra đi không tâm tích. Thôi giờ mình qua bên đây cái hải cầu này không còn á. Ấp dưới sò còn sống luôn á nha. Con người nó còn con người nữa.